Đơn giản hai chữ vì yêu. Tác giả Vân Yên. Tập 1. Julie, bàn VIP Bali Chival. Cô đang lúi húi pha chế một ly cocktail cho khách tại quầy, thì chị Lê đi tới to tiếng gọi thức uống khác. Ở đây là quán bar đông nhất thành phố, nơi mà cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, đèn đường thắp lên là những nam thanh nữ tú, hạ đẳng hoặc con ông cháu cha đều tụ họp lại đây đàn đúm bay lắc. Tối nay là cuối tuần, nên nơi đây đặc biệt đông đúc. Mới hơn 9 giờ tối mà đã full bàn mất rồi. Quán bar hôm nay lại mời đến một DJ nổi tiếng, có lẽ được nhiều người biết đến nên khách khứa hò reo hú hét cũng nhiều hơn ngày thường. Tiếng nhạc ngày càng dồn dập nhưng lại thu hút, từng tiếng bass lớn và êm tai như khiến con người ta ói hết ruột gan ra ngoài vì nhún nhảy quay cuồng quá độ. Chị Lê, vẫn là em mang ra hả? Ừ, mày biết rồi còn hỏi nữa. Vì tiếng nhạc quá lớn nên cô mặc dù mệt sắp chết cũng phải gượng hết sức bình sinh để nói. Nhìn ba người đàn ông đang ngồi ở bàn VIP phía trung tâm kia mà cô không muốn ra đó chút nào. Họ cũng là khách VIP của quán. Nhưng một trong ba người họ, cô lại không muốn gặp. Có điều không đi cũng không được. Vì đều là những vị khách không thể đụng vào nên cô đành miễn cưỡng đi. Rượu của các anh đây có rồi. Cô đặt xuống ba ly Chivas như đã được order, sau đó định quay đi luôn để tránh phải tiếp xúc quá nhiều. Vậy mà ý muốn chỉ mới lóe lên trong đầu thì người cô không muốn đối mặt nhất lại lên tiếng. Cô ngồi xuống đây uống cùng tôi một ly đi. Người đàn ông kia là Đăng Khang, anh là chủ tịch của tập đoàn điện máy nội thất thông minh lớn nhất cả nước. Có lẽ chính vì thành công đến với anh quá sớm và quá dễ dàng nên tính tình anh cũng ngông cuồng lắm. Hầu như ở đây và cả những người ở ngoài xã hội chưa có một ai dám làm phật ý anh. Nói đơn giản hơn là ý anh là ý trời. Xin lỗi, nhưng tôi còn đang trong giờ làm việc nên không thể uống rượu được. Mấy anh cứ uống vui vẻ đi, tôi đi trước nghe. Đứng lại! Đăng Khang lại lên tiếng ra lệnh. Anh vẫn ngồi dắt chéo chân, hai tay cũng dang rộng, thong thả tựa lưng vào thành ghế mà nói chuyện. Phần cô khi nghe anh gọi thì lại thót tim, đôi chân cũng phản chủ rồi đứng sững. Quay qua đây. Thật ngại quá, tôi còn khách ở trong quầy đang đợi, có gì nói chuyện sau nghe. Cô lấy hết can đảm nói một lèo rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy đi mất. Có lẽ vì vội quá mà cô lỡ đụng vào ai đó, cánh tay cô bỗng thấy mát vô cùng. Lúc nhìn lại thì mới hay là ly rượu của người cô đụng phải đã đổ vào. Cô đi đứng cái kiểu gì vậy? Tôi xin lỗi, tại ở đây tối quá nên tôi không có nhìn rõ đường. Thành thật xin lỗi, để tôi đi đổi cái ly rượu khác cho anh nghe. Tự dưng hôm nay lại xui rủi như vậy, thì chắc tháng này cô lại bị trừ lương rồi. Có điều lúc này thứ cô lo người này không chịu sự bồi thường của cô. Nhìn hắn ta cũng đầu gấu lắm, lại có nhiều thanh niên đi cùng nên cô bỗng sợ ngang. Cái tên mặt đầy gian manh kia vốn không có ý định bỏ qua. Có điều thay vì nỗi đó lên, sấn sổ đến tính toán phải quấy thì hắn lại mỉm cười. Ánh mắt cũng long lên như vài kẻ dâm tặc điển hình. Cô em, thay vì xin lỗi rồi mời rượu phức tạp thì em cứ đi chơi với anh một đêm đi. Biết là con gái khi say rất là đáng yêu, nhưng anh là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Anh không có nỡ thấy em say, càng huống hồ lâm trận với người tỉnh sẽ thú vị, nhiều trò hơn với kẻ say cứng đờ như tượng, mất hứng lắm.
nè, anh đừng có làm bậy nha. Hắn đưa bàn tay mục nát đến thối rữa kia sắp chạm vào mặt cô. Cô cũng vì nụ cười ghê rợn như rắn rít của hắn mà run lên lẩy bẩy. Cô càng cố thụt lùi để tránh đi đôi bàn tay của hắn thì hắn lại càng lấn tới. Một âm thanh của một chai thủy tinh bị bể vang dội khiến tiếng nhạc sập sình cũng phải chào thua. Thân ảnh người đàn ông luôn khiến cô sợ hãi chùng bước mỗi khi gặp mặt đang đứng sờ sờ trước mặt của cô. Là Đăng Khang. Đứng đằng sau tấm lưng dài rộng đó, cô cố gắng đưa mắt lên nhìn lén sang cái tên dâm đảng lúc nãy. Bây giờ cô mới hay, đầu của hắn đang chảy máu, một dòng máu đỏ chảy dài như nước màu vẽ đang chảy dọc trên đỉnh đầu của hắn xuống cổ. Còn trên tay của Đăng Khang lại là một vỏ chai rượu đã bể toang phần đôi. Cô cảm nhận rất rõ một luồng khí lạnh nào đó đang tỏa ra khắp người anh. Tuy không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cô biết đôi mắt anh đã sớm nhuộm đỏ, còn người cũng đủ ngầu đục đến nỗi có thể nuốt chửng đối phương. Tao đã cho phép mày chạm vào người của tao chưa? Đăng Khang ngẩng cao đầu, dùng thái độ gay gắt nhưng lãnh đạm đối chất với yêu râu xanh. Còn hắn ta thì chỉ biết ôm cái đầu máu nhăn nhó. Chuyện còn lại thì toàn là cái bọn đi cùng lên tiếng xông pha. Nè, mày đang nói chuyện với ai vậy? Mày... Một tiếng đập thủy tinh nữa lại vang lên, lần này thì đến tên vừa nghênh ngang nói chuyện kia bị anh đập vào đầu. Mày không có tư cách nói chuyện. Một tiếng choảng nữa vang lên khiến ai nấy đều thôi nhún nhảy rồi tập trung nhìn về phía này. Cô thấy mọi người ngày một chú ý đến anh, đến bọn lưu manh kia nên càng run rẩy. Cô sợ anh bị thương, nhưng cũng sợ anh gây thêm chuyện thì quản lý sẽ lại trừ lương của cô mất. Nghĩ mãi cô mới dám níu lấy lưng áo của anh rồi nói: Anh à, hay là thôi đi. Đăng Khang, hay là thôi đi, bọn nó có mắt như mù á, đừng có chấp nhận. Cô đang lúc không có biết nên tiếp tục khuyên anh như thế nào thì Quỳnh Lâm, bạn của anh, lại đi đến dỗ dai lên tiếng. Lúc này cô thấy anh ném phần còn lại của chai rượu kia xuống đất, mặt mày hầm hầm như la hầu kế đô, kéo tay cô đi vội vàng. Mấy tên kia định đuổi theo nhưng cũng đã bị Quỳnh Lâm và một người bạn khác là Lý Minh ngăn lại. Nếu còn muốn mạng thì mau cút đi, nếu đuổi theo thì đừng có trách cả đám nhàn các ngươi sẽ trùng tan đó. Gì chứ, đã gây chuyện còn hống hách như vậy sao? Đó là Vũ Đăng Khang, có gan thì cứ đuổi theo đi. Quỳnh Lâm và Lý Minh nói xong thì cũng rời khỏi đó ngay. Cả đám bọn tiểu nhân nghe xong thì chỉ còn biết châu mày im lặng. Dù có tức tối sôi máu hay lửa giận quá bùng bùng thì nghe xong cái tên đó cũng phải cố câm miệng. Tiếng nhạc mặc dù vẫn còn, nhưng mọi người dường như đã mất hứng nên có bay lắc cũng không còn sung như ban đầu nữa. Ở một góc của quán, chị Lê và anh Dũng quản lý nhìn thấy hết tất cả sự việc, nhưng lại lắc đầu ngao ngán. Chị Lê đang nhìn theo hướng anh và cô đi khỏi mà nói như điều hiển nhiên. Quản lý à, Chiêu Ly nó lại bị kéo về rồi. Hai, biết làm sao được. Cô ta là vợ của tổng tài nổi tiếng quyền thế Vũ Đăng Khang mà. Tôi có phẫn nộ hay muốn phạt cô ta thì có 10 cái đầu cũng không có dám nữa. Thì đó, tôi không biết con bé Chiêu Ly này lấy được người đàn ông quyền lực như vậy liệu có hạnh phúc không. Chứ tôi biết hai vợ chồng họ còn tiếp tục quậy cái quán chúng ta nữa thì sớm muộn gì chỗ này cũng bị bọn họ làm cho dẹp tiệm thôi. Thôi cái miệng quạ của cô đi, còn không mau đi làm việc. Dạ. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen huyền ảo đang chạy với tốc độ bàn thờ trên con đường nhựa vắng người. Cô ngồi bên cạnh ghế lái mà nhắm nghiền hai mắt không dám hé ra. Anh là vậy, mỗi lần nóng giận chuyện gì là cứ như quỷ nhập rồi hành hạ tâm hồn người khác. Đăng Khang, anh chạy chậm một chút được không? Tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài đây nè. Đáp lại câu nói đầy sự cầu xin của cô là một cú đánh lái gấp đến nỗi cả người cô phải nghiêng sang một bên. Tiếp theo đó là tiếng thắng xiết đến nỗi lết cả bánh xe, cảm giác được chiếc xe đã dừng hẳn. Cô mới dám mở mắt ra, nhìn thấy mình đã được an toàn bên lề đường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đăng Khang, anh... Tôi cho cô đồng tay đồng chân với cái thằng đàn ông khác hay sao? Anh quay sang nhìn cô mà đôi mắt sắc lẹm như muốn cắt cô ra làm hai. Ánh nhìn này của anh làm cho cô giật mình thót tim. Cô luống cuống nhìn ra phía trước rồi nói tiếp.
Không có, tôi không có động tay động chân với hắn ta. Chỉ là ở đó tối quá, tôi lại đi dội nên mới đụng phải hắn mà thôi. Tôi cũng đâu có cố ý. Ý cô là mắt tôi mù à? Không, tôi không có ý đó. Chịu Ly, hình như cô đã quên cô là vợ của tôi. Tôi... Cô chưa kịp nói thêm lời nào thì cái gối cô đang ngồi bị bật ngửa ra sau. Cả người cô cũng theo đó mà nằm ngửa ra. Đăng Khang như một thói quen đã thuận tiện leo sang. Cả người anh cũng phủ lấy người cô. Ánh đèn đường màu vàng từ đằng sau lưng anh chiếu tới khiến cho cô không nhìn rõ thái độ anh lúc này. Hai chân của anh bó chặt chân cô, hai tay cũng chống xuống ghế sát mặt cô. Cô nên nhớ, tôi làm gì cũng không phải vì yêu cô mà là vì thể diện nhà họ Vũ. Nói rồi, anh liền cúi đầu hôn cô một cách điên cuồng. Môi của cô bị anh ngấu nghiến đến sắp nát vụn. Nhưng có một điều cô phải công nhận rằng, đầu lưỡi của anh như chứa một loại ma thuật điện từ. Nguồn điện đó cực mạnh, mạnh đến nỗi mỗi nơi đầu lưỡi anh đi qua là cả người cô lại co giật. Nhưng bên trong lại điên loạn muốn gào thét. Anh là chồng cô, một người chồng quyền thế mà cô may mắn có được. Cô và anh kết hôn đã hơn 2 tháng, nhưng cả hai lại khác xa với những đôi vợ chồng khác. Bởi họ lấy tình yêu làm trọng tâm, lấy sự nuông chiều làm gốc rễ, và sau đó là kết hôn, đại diện cho sự vĩnh hằng viên mãn. Còn với hai người, ngoại trừ cô luôn yêu anh như gió yêu mây, còn anh thì luôn miệng nói anh không yêu cô. Cô không có cha mẹ, không có gia đình. Cô chính xác là con nuôi của gia đình anh. Cũng không biết cô được ba mẹ anh nhận nuôi như thế nào. Vì mỗi lần cô hỏi tới thì mẹ đều nói mấy cái chuyện đó là chuyện bất hạnh nhất đời cô. Vậy nên cả ba và mẹ đều không muốn nhắc đến để tránh khiến cho cô chạnh lòng. Cô chỉ biết, năm 3 tuổi, cô đã được nhà anh nhận nuôi. Năm đó anh cũng đã 10 tuổi. Nghe những người giúp việc trong nhà kể lại, lúc đầu anh cứ tưởng ba mẹ đưa em bé về nhà chơi với mình nên cũng không có phản ứng gì thái quá. Nhưng sau đó, khi biết cô là được nhận về nuôi thì anh lại quay ngoắt 180 độ. Anh luôn gay gắt với cô, tỏ ra ghét. Năm lần bảy lượt muốn cô đi ra khỏi nhà cũng chỉ vì anh ghét những cái đứa mồ côi như cô. Anh nói đó là một sự sỉ nhục to lớn khi gia đình anh quá đổi bề thế và mẹ anh vẫn có thể sinh con nếu muốn. Chứ không việc gì phải đi nhận nuôi một đứa trẻ không rõ song thân. Anh là người ngang ngược, nóng tính, lạnh lùng, sát phạt quyết đoán không có nương tay, nhưng lại là một đứa con có hiếu. Cô càng ngày càng lớn lên lại càng xinh đẹp mỹ miều, đó là do mẹ anh ngày ngày khen cô như vậy. Cô biết ông bà thương cô, luôn lo lắng chăm sóc cho cô hết mực, vậy nên cô luôn cố gắng là một đứa con ngoan và hiếu thuận với ông bà. Biết mình là một đứa con nuôi may mắn nhất thế giới, nên chưa một ngày thôi nhắc nhở mình phải cố gắng báo đáp cho ông bà. Một năm trước, ba mẹ của anh đã ngỏ ý cho anh và cô kết hôn vì muốn cho cô một chỗ dựa dẫm tốt, nếu lỡ sau này ông bà không còn tại thế. Cô còn nhớ lúc đó đã rất vui mừng, vì cuối cùng mình cũng được đạt như ý nguyện. Hơn 19 năm qua sống cùng anh thì trong tâm của cô sớm đã có một hạt giống yêu đương mà ngày ngày đều nảy mầm tốt tươi. Còn anh lúc đầu cũng phản đối kịch liệt lắm, nhưng sau một cuộc nói chuyện riêng của ba và anh thì lại thay đổi ý định rồi chịu thành hôn. Hôn lễ được ba mẹ chuẩn bị rất kỹ nên khâu bày trí và thiết kế khá lâu. Mẹ rất kỹ tính nên cái gì cũng muốn mình tự tay sắp xếp. Bà nói ba mẹ thông báo trước để cô và anh chuẩn bị tinh thần. Còn ngày đại hôn thì một năm sau mới tổ chức cho cô không có bị áp lực. Vậy là 2 tháng trước, mọi nghi thức cũng đã xong. Cô và anh đã chính thức là vợ chồng. Cô rất tự tin rằng sẽ có khả năng làm trái tim Đăng Khang tan chảy và yêu cô. Không cần khắc cốt ghi tâm, nhưng chí ít cũng sẽ yêu đến mức một phút một giây không thể quên đi cô được. Không khí trong xe này thật nhỏ bé và ngột ngạt đến nỗi tiếng thở dốc của cô cũng đủ làm ồn ào náo nhiệt. Cái áo sơ mi đồng phục bartender màu trắng đã bị anh bung hết hàng nút. Đăng Khang, ở đây không có được đâu anh. Chỉ cần là việc Đăng Khang tôi muốn thì chuyện gì cũng được.
Lời vừa dứt cũng là lúc mọi thứ rào cản trên người anh đã được cởi bỏ. Lần nào cũng vậy, sau một trận mây mưa cuồng nhiệt cùng anh, cô đều mệt lả. Mọi sức lực cô có được dường như đã tận dụng vào chuyện này, cho nên xong xuôi là cơn buồn ngủ lại kéo tới dồn dập. Cô bất chấp trong trạng thái mình trần như nhộng mà thiếp đi. Đối với cô, được làm vợ anh, được ngủ cạnh anh làm cho mọi giấc mơ của cô đều không bao giờ gặp ác mộng. Cô cứ bình yên mà ngủ, mặc kệ sau đó anh sẽ làm gì. Không biết trong cơn mộng mị hay là sự thật mà bên tai cô lại nghe tiếng anh đang nói chuyện với người khác. Hình như... Hôm nay tôi không có rảnh nói chuyện với em. Tôi bận, đừng có gọi cho tôi. Ngữ điệu này giống như anh đang gắt gỏng với đối phương, nhưng đâu đó cũng có chút ngọt ngào khó tả. Rốt cuộc, anh đang nói chuyện cùng ai? Là cô ta sao? Cô muốn ngồi dậy hỏi anh cho thỏa lòng. Nhưng mi tâm cứ khép chặt, rồi chìm vào cơn ngủ say lúc nào không hay. Chỉ biết trước khi thần thức dần mất, cô đã nhếch môi. Cô ta lại tìm anh à? Sau đó hình như cô còn nghe anh đáp lại bằng một giọng trầm ổn và cưng chiều. Ngoan, ngủ đi. Nghe được vài lời ngon ngọt tựa như mơ khiến tâm tình cô dễ chịu, khóe môi như đã cười, một nụ cười thỏa mãn rồi đi vào cơn mộng mị. Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy thì anh đã đi làm. Khắp người cô uể oải lại nhức mỏi ở đủ nơi, dương vai một cái cho giãn gân cốt mà thấy dễ chịu đi rất nhiều. Chiêu Ly à, dậy chưa con? Bên ngoài là giọng nói của mẹ chồng cô. Bà luôn mẫu mực và nuông chiều cô như vậy. Từ nhỏ cho tới lớn, hầu như bà chưa một lần gắt gỏng với cô, mà ngược lại bà luôn xem cô như con gái ruột. Nghe tiếng bà gọi, cô mới bật dậy lên tiếng rồi chạy ra mở cửa. Dạ con dậy rồi, mẹ đợi con một chút. Nói xong, cô cũng vừa ra đến cửa. Bà Dung vừa vào nhìn cô đầu tóc còn rối bù thì cười nhẹ. Con mới dậy hả? Dạ, tại tối qua con đi làm về trễ quá. Mẹ đã nói con đừng có đến đó nữa mà không nghe. Công ty nhà mình đâu có thiếu chỗ làm đâu. Mẹ hiểu con không có muốn mang tiếng mà mẹ. Giả lại con làm ở đó cũng rất tốt. Ban đêm mới đi làm, còn ban ngày con có thể ở nhà chơi với ba mẹ mà. Cái con bé này, chuyện gì con nói được hết á, mẹ không có nói lại con luôn. Bà mắng yêu rồi véo mũi cô cưng chiều. Nhà chỉ có mỗi một cậu con trai là Đăng Khang. Buồn vui hỉ nộ bà cũng không nói được với ai ngoài cô. Vậy cho nên cô ở đây hiển nhiên như là bảo bối của bà. Mà mới sáng mẹ tìm con có chuyện gì vậy? Ừ, định nói với con là bà nội sắp qua đây ở với chúng ta. Không, là ở với con mới đúng. Bởi vì sắp tới cả ba mẹ và Đăng Khang đều phải đi công tác hết, nên để con một mình ở nhà thì không có ai yên tâm cả. Cô nghe mà như sét đánh bên tai. Bà nội của Đăng Khang sắp qua đây à? Từ nhỏ đến lớn cô đã gặp bà tổng cộng 15 lần, nhưng không lần nào là bà không la mắng cô. Bởi bà là một người hướng nội, bà luôn khắt khe tỉ mỉ từng chi tiết. Mà vốn dĩ ngay từ ban đầu, bà đã không thích cô rồi. Vậy cho nên, dù cô có làm gì đi chăng nữa, thì bà cũng sẽ không có vừa lòng với cô mà thôi. Ba của Đăng Khang là ông Duy cũng vậy. Ông biết tính mẹ mình vốn khó, nên khi lập gia đình đã sắp xếp ra ở riêng. Bà nội tuy giận dỗi, nhưng vì ông Duy nhất quyết muốn đi, nên bà cũng không có làm gì được. Vì vừa giận nên cũng vừa thương con trai, nên bà cũng qua lại để thăm. Có điều, chừng vài năm bà mới đến nhà riêng của con một lần, còn lại thì đều là lễ Tết, ba mẹ và cả cô và anh mới qua đó chào hỏi bà. Vì bà rất khó tính, lại có ác cảm với cô, nên cứ mỗi lần nghe đến bà là cô lại phát quản. Lúc nãy con buồn ngủ đôi chút, vậy mà nghe đến đây cô đã tỉnh ngủ. Bà sẽ qua đây ở cùng con sao? Mẹ ơi, vậy có được không mẹ? Bà Dung biết cô rất sợ bà nội, nhưng vì bất đắc dĩ lắm, ông Duy mới phải mời bà qua đây ở.
Bà Dung xoa đầu cô, mỉm cười với cô như để trấn an, rồi nói tiếp. Không sao đâu con, bà nội đã lớn tuổi rồi nên có chút khó tính. Con chịu khó ở với bà chừng một tuần thôi là ba mẹ và chồng con sẽ lại về. Dạ, nhưng mà sao lần này cả mẹ cũng đi công tác, có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không mẹ? Không đâu con à, chỉ là ba muốn mẹ đi cùng thôi. Con mau đi vệ sinh, xong rồi xuống ăn sáng. Tối nay ba mẹ và chồng con phải đi rồi. Chiều nay bà sẽ tới, nên con xin nghỉ làm một hôm để đón bà nghe. Con nhớ đừng có cãi lời bà. Con ngoan thì bà chắc chắn sẽ thương con thôi, có biết không? Dạ. Cô dạ một tiếng, yểu xìu rồi tiễn bà Dung ra cửa. Lúc trở vào trong, cô lại tưởng tượng cảnh phải ở nhà với bà một mình mà nổi hết cả da gà. Biết làm sao được, ba mẹ đã bận tâm lo lắng cho cô như vậy rồi, thì cô phải nghe theo thôi. Cô không có sự lựa chọn nào khác, cũng không thể làm cho ba mẹ buồn lòng. Ở công ty, Đăng Khang đang có mặt ở văn phòng làm việc của ông Duy. Bên trong chỉ có hai cha con chứ không có thư ký. Có lẽ đã có chuyện gì đó thật sự quan trọng nên mới khiến cho hai cha con đều cau mày khó coi. Ba, chuyện này nên làm thế nào đây? Ông Duy nhìn con trai rồi trầm giọng. Ba đã kêu người sắp xếp đặt vé rồi. Tối nay ba mẹ và con sẽ cùng bay qua Singapore để gặp giám đốc ngân hàng ở bên đó. Ba, chuyện này không có thể để lọt thông tin ra ngoài được. Ông Duy gật đầu. Ừ, ba biết rồi. Chuyện này chỉ có ba mẹ và con biết thôi, nên con đừng có lo. Nhưng sao mẹ phải đi? Mẹ nên ở nhà với... Tự dưng anh lại ngắt quãng. Ông Duy hiểu ý con trai nên phất tay một cái. Con đang lo cho Chiêu Ly phải ở nhà một mình đúng không? Yên tâm đi, ba đã nhờ bà nội con qua ở cùng với con bé rồi. Đây là một công đôi việc, nếu không may xảy ra chuyện gì thì bảo vệ hai người cùng một nơi cũng sẽ thuận tiện hơn. Ba cũng không có định cho mẹ con đi theo, nhưng mẹ con từ lúc biết tên giám đốc ngân hàng kia rất nghe lời vợ của mình, mà vợ của hắn lại là đồng hương với mẹ con, nên mẹ con mới nằng nặc đòi đi theo giúp đỡ một tay. Đăng Khang nghe vậy có vẻ không vui, mặt mày nghiêm trang. Con có thể thuyết phục bà ta, ba để mẹ ở nhà đi, mẹ đi sẽ nguy hiểm. Ý bà đã quyết rồi, chuyện thuyết phục ba đều tin tưởng hết ở con. Nhưng ba cũng tin vợ của ba. Tới đó ba sẽ luôn ở bên cạnh bà ấy, sẽ không rời một bước đâu, con đừng có lo. Vậy con ra ngoài. Anh biết nói thêm gì, ông Duy cũng không để lọt tai nên chỉ đành đi ra ngoài. Hơn ai hết, anh biết bà của mình không hề thích Chiêu Ly nên anh không muốn bà đến ở cùng cô. Hôm nay anh về nhà từ sớm, mới 3 giờ chiều là anh đã có mặt. Lúc vào phòng đã thấy vali chứa quần áo cùng đồ dùng cá nhân của anh ở cạnh giường. Nhìn quanh cũng không thấy cô đâu. Trong nhà tắm lại vọng ra tiếng nước chảy. Nghĩ cô đang đi tắm nên anh đến ngồi xuống giường ngắm nghía cái vali. Lát sau cô vừa đi ra anh đã liền nói. Cô định cho tôi đi luôn hay sao mà soạn nhiều đồ như vậy? Anh đột ngột nói chuyện khiến cho Chiêu Ly giật thót tim. Anh về từ lúc nào vậy? Mẹ nói mọi người phải đi một tuần nên em mới soạn nhiều như vậy. Mà cũng không có nhiều lắm đâu anh. Chỉ là giày và áo vest của anh hơi nhiều nên mới thấy nó phồng lên như vậy thôi. Qua đây. Anh chống hai tay ra sau, chân cũng bắt chéo nhìn cô ra lệnh. Nhìn anh không có chút gì là đang dịu dàng. Nét mặt cứ lạnh căm khiến cho cô phải sợ. Tôi nói cô nghe không? Đợi anh nhắc lại lần nữa, cô mới rón rén đi đến ngồi xuống bên cạnh. Mái tóc vừa mới gội xong chưa khô, cũng chưa kịp chải, làm cho nó rối bù mà nhiễu nước lên thấm áo. Anh nhìn cô chầm chầm như muốn ăn thịt rồi trầm giọng khàn đục. Tôi đi mà cô vui quá ha? Đâu có, em giúp anh chuẩn bị thôi chứ làm sao em vui được. Không vui sao mấy giờ này đã tắm rửa thay quần áo, định đi chơi à? Hóa ra anh lại nghĩ cô đi chơi nên mới khó chịu như vậy. Cô biết người đàn ông này có tính chiếm hữu rất cao nên luôn ghen tuông, luôn nằm hết lên mặt mỗi khi chất vấn cô. Không, bà sắp đến đây rồi nên em phải chuẩn bị một chút để đón bà, nếu không bà lại la em lôi thôi nữa đó.
Thật vậy à? Thật, anh không tin thì đi hỏi mẹ đi. Chiêu Ly à, bà đến rồi, con đã xong chưa vậy con? Cuộc nói chuyện với anh vẫn chưa kết thúc thì một cơn ám ảnh khác lại đến nữa rồi. Nghe bà Dung gọi mình từ ở dưới nhà, cô liền chạy ra cửa rướn người nói giọng xuống. Dạ con xong rồi, con xuống liền đây. Xong xuôi cô quay trở lại phòng, nhanh tay chải lại mái tóc còn ướt sũng chưa có kịp sấy. Chỉnh lại quần áo xem đã tươm tất chưa mới chào anh rồi chạy ra ngoài. Anh đi tắm đi, quần áo em đã để sẵn ở trong đó rồi đó. Bà đến rồi em phải xuống đây, nếu không bà sẽ la em đó. Đứng lại. Đăng Khang thấy cô hấp tấp mà thoáng cau mày. Anh ra lệnh cho cô lần nữa rồi đi tới chỗ cô. Bàn tay nâng dày lọn tóc còn rỉ nước ở trên đầu mà không có hài lòng. Sấy tóc cho cô đi. Không kịp đâu anh, bà tới rồi. Cô không nghe tôi à? Em... Chiêu Ly ơi, xong chưa con? Tiếng của bà Dung thúc giục lần nữa ở bên dưới khiến cho Chiêu Ly phải khước từ làm trái ý anh. Em xin lỗi, nhưng bà đã đến rồi kìa anh. Nói rồi cô liền chạy giục đi. Cô vừa xuống đến cửa thì chiếc xe đưa bà nội đến cũng dừng lại ở dưới sân. Cô cùng bà Dung đi ra đó mở cửa đón bà vào trong. Nhưng cửa xe vừa mở, cô vừa đưa tay đỡ lấy bà thì bà đã đanh giọng liếc ngang. Đàn bà con gái, quần áo tóc tai lúc nào cũng lượm thượm. Đón tôi mà không có chút thành ý chuẩn bị tươm tất mà còn dám động vào tôi à. Cô nghe xong thì hai tay cô vừa đưa tới đã bị bà giả chạc cho một cái gạt ngang. Bà Dung nhìn cô thương cảm nhưng không thể binh ra mặt nên đành nháy mắt dỗ về cô. Bà Dung dìu bà nội vào trong nhà, còn cô vẫn đứng mãi ở đó mà bỗng nhưng thấy uất ức không nói nên lời. Cứ mỗi lần cô gặp bà Kim là lại bị bà hất hủi, thành kiến khiến cô tủi thân. Cố dặn lòng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi rồi đi vào trong. Ông Duy vẫn chưa về nên người giúp việc trong nhà đã lên phòng gọi Đăng Khang xuống chào bà. Anh là đứa cháu bà yêu quý nhất nên chỉ cần gặp anh bà tất nhiên sẽ vui lên. Bà nội mới tới. Cháu ngoan của bà, con mau qua đây ngồi cạnh bà đi. Để bà coi lâu rồi không có gặp con, có lớn thêm chút nào không? Con đã lớn lắm rồi, ngoại trừ tuổi tác ra thì sẽ không có lớn thêm chút nào nữa đâu bà ơi. Anh đi đến cái ghế ngồi gần bà, rồi bà quay sang sờ mặt anh dò xét dọc ngang, cau mày chặt lưỡi. Sao con ốm đi nhiều vậy? Mấy người trong nhà này không ai chịu chăm sóc con à. Thiệt là khổ à. Cháu trai tôi có vợ cũng như không. Lúc chưa vợ thì mập mạp trắng trẻo, lúc có rồi thì lại gầy nhom như vậy nè. Thiệt tôi không biết rốt cuộc ba mẹ con bắt con lấy vợ như thế nào làm cái gì nữa. Nghe bà nội than vãn kêu trời mà cô uất nghẹn, rõ ràng là anh vẫn tốt, mọi thứ rất bình thường, thậm chí anh còn phong độ lên rất nhiều lần, nếu không nói trắng ra là càng ngày càng đẹp trai, lãng tử. Bà Dung nhìn sang cô, lại thấy cô mặt mày tái mét, bà thương lắm, sợ cô đứng đó một mình lại tủi thân, nên dỗ nhẹ vào ghế bên cạnh mà dịu giọng. Con gái, mau qua đây ngồi đi, đứng đó làm gì vậy con? Cô nghe lời đi sang chỗ bà Dung ngồi xuống đó. Chỗ này vừa hay đối diện anh nên cô mới thấy rõ đôi mắt đang dần rực lên ánh lửa từ anh. Đúng vậy, anh luôn nói không có yêu cô, nhưng một khi ai đó làm gì hay nói gì quá đáng về cô là anh lại nổi trận lôi đình. Đăng Khang gạt tay bà nội ra khỏi mặt mình rồi nhìn cô. Em không rót trà cho bà. Anh bình thản hỏi cô, nhưng cô chưa kịp trả lời. Chưa kịp nhòi người đến rót thì bà nội lại lên tiếng thở dài. Hơi, có ai dám trông chờ vào nó đâu. Lễ nghĩa bình thường còn không làm được. Phải đợi con nhắc nữa thì bà hết nói nổi rồi. Dạ con xin lỗi, con rót liền đây bà. Cô lật từng ly trà nhỏ rồi rót trà ra mỗi ly một ít. Lúc đưa đến cho bà Kim thì trớ trêu thay nó lại bị lật ngược rồi đổ nước cả ra mảng trên bàn. Con gái, con không sao chứ? Trong khi mẹ chồng thì cuống cuồng lên cầm tay cô mà thổi, thì bà Kim càng thêm không ưng nên đầy nghiến.
lớn cái đầu rồi mà có chút chuyện cũng không xong. Nghe đâu cũng làm cái nghề pha chế gì đó mà chân tay vụng về vậy sao? Không biết ông chủ nào có mắt như mù lại đi nhận một nhân viên thành chuyện thì ít mà bại chuyện thì nhiều như con nhỏ này vậy đó. Mặc dù nước trà đã đổ trúng tay, nhưng nó cũng không có đủ nóng để khiến cô phải khóc. Vậy mà bây giờ nước mắt cô vẫn cứ rơi. Có lẽ vì sợ hãi bà Kim nên mấy dòng nước mặn chát kia không cần triệu hồi cũng rơi lã chả. Ở đối diện, Đăng Khang lại đứng ngay dậy. Anh không có nóng không lạnh, đi đến bên cô rồi ẩm thốc lên gọn ghẽ trong lòng. Cô bị bất ngờ, lại thêm phần sợ bà Kim nên nhíu mày dùng dãy, muốn tránh bóc anh nhưng cũng chỉ dám nhỏ tiếng đủ để anh nghe. Anh làm cái gì vậy? Mau buông em xuống đi. Khác với cô, anh vẫn cứ ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong tay, rồi nói lớn như muốn ai cũng phải nghe thấy. Tôi nói em rồi, đã bầu bị ốm yếu rồi thì nên tĩnh dưỡng, đừng có hoạt động lung tung mà em không có nghe. Em nhìn xem, em ốm ngán đến độ xanh xao hết thế này, làm tôi phải ăn đồ ăn tẩm bổ của em đó. Em nhìn coi đi, tôi sắp béo phì lên rồi đây nè. Bữa bối này của chúng ta sau khi ra đời, tôi phải dạy dỗ nó lại mới được. Mới có chút tuần mà dám ăn hiếp vợ của tôi. Phàm là ai cũng được, nhưng đụng đến vợ của tôi là tuyệt đối không có được. Nói xong, anh lại nhìn sang bà Kim và mẹ của mình, vẻ mặt cũng giãn ra như những câu vừa rồi, không phải nói liên quan đến bà nội. Bà nhà mẹ uống trà đi, con đưa vợ con lên phòng trước. Bà thông cảm, vợ con có thai rồi, nên tay chân vụng về đó. Tất cả tại thằng cháu cố của bà đó. Để con đưa lên phòng dạy dỗ nó, cho nó một bài học. Dứt câu là anh ẵm cô lên lầu ngay lập tức. Lúc quay đi, cô nhận ra vẻ mặt anh đã thay đổi. Vẻ điềm nhiên lúc đang tuyên bố chủ quyền đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ chỉ còn lại một nét lãnh đạm. Tận sâu trong đáy mắt anh là một hỗn tạp rất khó để giải bày. Anh và cô đi khỏi, bà Kim mới chịu hoàn hồn quay sang hỏi con dâu một cách nghi hoặc. Chiều Ly, nó có thai rồi à? Sao không ai nói với tôi cái gì hết vậy? Không chỉ riêng bà Kim, mà ngay cả bà Dung cũng chưa thể tin được điều mình vừa mới nghe. Hằng ngày, người kề cạnh Chiêu Ly là mình, mà mình còn không phát hiện ra cái điều gì lạ từ cô. Mà đùng một cái, Đăng Khang lại tuyên bố như thế khiến cho cô cũng phải đơ người. Dạ mẹ, chuyện này con cũng không có nghe hai đứa nó nói gì. Nhưng mà thằng Khang đã tự mình nói ra vậy thì chắc là đúng rồi đó mẹ. Là vậy sao? Cái gì mà nhanh vậy? Không phải chỉ mới kết hôn hơn 2 tháng thôi sao? Nhanh như vậy đã có tin vui rồi à? Chắc là do con bé nó nhạy quá đó mẹ. Mẹ cũng nghe rồi đó. Lúc nãy Đăng Khang có nói thai mới chỉ vài tuần. Con nghĩ như vậy thì vừa hay trùng khớp thời gian rồi đó mẹ. Bà Dung vẫn chưa rõ thực hư, nhưng lòng bà đã đoán rất rõ 80% tính chân thật của nó rồi. Mặc kệ hai người đang muốn làm gì, nhưng ít nhất lúc này bà Dung cũng nên giải dây cho Chiêu Ly thì hơn. Đăng Khang đưa cô lên phòng đóng cửa cẩn thận mới chịu thả cô xuống. Chiêu Ly vừa thoát khỏi anh liền cau mày. Anh đang làm cái gì vậy hả? Sao anh lại dám nói dối một chuyện lớn như vậy chứ? Lỡ như bà phát hiện ra là bà sẽ trút giận lên em cho mà coi. Sớm muộn em cũng sẽ có, mà lo cái gì? Gì chứ? Ai nói sẽ mang thai con của anh? Em không muốn, nhưng tôi đã gieo rất nhiều giống vào em. Tôi tin chúng sẽ sớm đâm chồi lên thôi. Anh... Tôi còn rất nhiều, nếu cần ngay bây giờ tôi cũng có thể tiếp tục gieo giống đó. Anh lại cứ ngông cuồng như vậy. Trong mọi cuộc trò chuyện, anh như chưa một lần cho cô cơ hội nói nhiều. Chỉ cần 1-2 câu thôi là đủ để cô phải im lặng. Tuy là cô không thể nói thêm gì về việc này, có điều cô lại phát hiện ra chuyện khác nên mới vui vẻ trở lại. Thì ra anh hiểu em như vậy. Vì bà vô cớ là em, anh lại biết mỗi khi em lo lắng sợ hãi thì tay chân sẽ vụng về nên mới cố tình kêu em rót trà. Sau đó lại lợi dụng việc chung trà bị đổ thì liền tung chiêu trả đũa. Anh nói em có thai nên tay chân không có linh hoạt là đang nói với bà em không có hề tệ. Anh nói anh phải ăn hết đồ tẩm bổ của em khiến anh phải phì lên là đang nói với bà chuyện anh không có hề ốm đi. Anh la mắng đứa trẻ trong bụng em là để nói với bà không có được ăn hiếp em.
ai làm gì cũng được, chỉ là đụng vào em là không được, như vậy là đang nói bà rồi còn cái gì nữa. Chồng ơi, anh thật là thông minh và biết thấu hiểu em mà, chỉ cần một hai câu nói là đã cứu mạng được em rồi. Cô vui mừng ra mặt khi nhận ra anh đã để tâm đến cô như thế nào. Hồi nãy lúc thấy ánh mắt đỏ lửa của anh, cô còn tưởng anh sẽ lớn tiếng bất kính với bà Kim. Không ngờ anh lại nghĩ ra cách này, có thể vừa bảo vệ cô, lại có thể không có làm bà Kim có thêm thành kiến và nổi giận với mình. Anh nghe cô nói một loạt mà không trả lời gì. Anh ung dung nhét hai tay vào túi, nhìn cô đã có sức sống trở lại mà tâm tình thầm mát rượi. Vậy mà anh còn nói là không có yêu em, không yêu thì sao lại giải dây giúp cho em chứ? Lúc này khi nhìn vào đôi mắt tròn xe trong giác màu trời của cô khiến cho anh chợt nhớ. Cái chính là mấy ngày tôi không có ở nhà, nội sẽ vì cái thai mà không... Không, em không hỏi chuyện này, em đang nói anh yêu em có đúng không? Nhìn cô đang háo hức trông chờ một câu định nghĩa cho những hành động vừa rồi mà tim anh nhói lên một cái. Thật ra anh hiểu hết, biết hết thứ cô đang mong chờ ở anh là cái gì, nhưng tiếc là anh không thể cho cô được. Không. Một câu trả lời ngắn gọn, không đầu không đuôi, nhưng xúc tích rõ ràng làm cho đôi mi tâm ai kia phải chùng xuống rũ rượi. Đây không phải lần đầu anh nói ra phũ phàng như vậy, nhưng cứ mỗi lần anh bị trực tiếp khước từ thì cô đều thất vọng như vậy. Nhưng không sao hết, sẽ có một ngày anh nhất định yêu cô, yêu đến không có giây phút nào quên được. Chiều Ly, cô là ai? Cô chỉ yếu mềm trước mặt anh thôi. Còn sau đó thì không ai có thể làm cô nhu nhược được. Trên đời này không biết có cái gọi là định mệnh hay không, nhưng nếu đúng là có mà không may nó lại rơi trúng đầu của mình thì cô chắc chắn sẽ phản kháng ngay, cho nó bỏ cái tật an bài không có chu toàn. Vòng quanh một hồi thì trời cũng sắp sụp tối, đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ chiều, đến lúc anh phải chuẩn bị đi cho kịp chuyến bay. Anh đi tắm, cô tranh thủ xem lại mọi thứ mình đã chuẩn bị cho anh, xem đã đủ chưa. Sực nhớ còn quên vài loại thuốc giải cảm và vitamin cho anh, nên cô chạy xuống vội đi lấy ngay. Lát sau anh đã chuẩn bị xong. Em đi đâu vậy? Cô đi tới nhét cái túi thuốc vào cái hộc nhỏ xíu trong vali rồi đáp. Em đi lấy ít thuốc vitamin cho anh. Anh đi nhớ cẩn thận sức khỏe nghe. Em nghe nói bên đó khí hậu thời tiết rất là khác so với bên mình. Mới đầu qua đó chắc anh sẽ không có quen liền đâu. Em biết là sức khỏe và khả năng thích ứng của anh rất tốt. Nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà. Qua đó mà anh lỡ bệnh lại không có em chăm sóc thì chắc chắn em sẽ đau lòng lắm. Ở bên đó có bác sĩ, có thuốc, không chỉ ở riêng nhà chúng ta có đâu. Thì có, nhưng mà như vậy em mới yên tâm hơn. Xong rồi đó, để em giúp anh kéo xuống nhà nghe. Chiều Ly khóa kéo lại cẩn thận, rồi khệ nệ muốn giúp anh đưa cái vali xuống nhà dưới. Nhưng cái vali nó muốn to hơn cả thân người của cô, nên chỉ mới ngã nghiêng nó xuống một chút là cô đã xém trượt tay rồi. Không có cần đâu. Đăng Khang nhìn cô nhóc trước mặt mà khóe môi khẽ cong lên một đường, xong xuôi mới đi lại chỗ cô giành lấy cái vali trong tay tự kéo ra ngoài. Chiều Ly vốn biết anh luôn quan tâm mình nên vui lắm. Cô lẻo đẻo theo sau anh như một con mèo nhỏ tinh nghịch. Đã vậy, miệng cứ luôn hỏi. Em thương anh, giúp anh như vậy thì anh đã yêu em chưa? Chồng ơi, anh đã yêu em chưa? Đừng có nghịch nữa. Em đâu có nghịch ngợm gì đâu. Em muốn hỏi anh chút thôi mà. Anh nói cho em nghe đi. Anh đã yêu em chưa? Anh đi vắng nhà là em sẽ buồn lắm đó. Nhưng nếu anh yêu em thì em sẽ không có buồn nữa đâu. Anh nè, anh nói đi. Nói cho em nghe đi. Thôi được rồi, em ồn quá. Anh kéo cái vali đến cầu thang mà cô cứ quấn quýt luyên thuyên làm cho anh thấy rất ồn ào. Anh nói vậy cô mới chịu đứng yên rồi nhẫn lại nhìn anh trông chờ một câu trả lời. Đăng Khang mặt mày u tối nhìn cô, bàn tay bất giác đặt lên đầu cô xoa nhẹ. Động tác thì dịu dàng yêu chiều lắm, nhưng giọng điệu sau đó lại không có thể lạnh lùng hơn. Không yêu. Nói xong anh cũng đi lướt qua cô.
Chiêu Ly thất vọng nhăn mặt quay lại nhìn anh, rồi yểu xìu đi xuống dưới. Ở dưới sân, chiếc xe thân thuộc của anh cũng đã được tài xế riêng của ông Duy lái ra giữa sân. Ba mẹ chồng và bà nội cũng đang đứng ngay cửa để nói vài lời đưa tiễn nhau. Mẹ nhà giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống và ngủ nghỉ cho đầy đủ. Lần này công ty có vài vấn đề cần thiết nên con mới đưa vợ con đi theo luôn. Nhưng rất nhanh thôi, tụi con sẽ lại về. À quên nữa, còn con bé Chiêu Ly nữa. Mẹ nhớ để mắt đến con bé giúp vợ chồng tụi con nghe. Con bé có chút nghịch ngợm nhưng rất ngoan và nghe lời. Mẹ cũng có đừng hà khắc với nó quá. Con tin là mẹ sẽ dần thích con bé thôi. Bà Kim miệng thì cười, nhưng mắt lại cứ đau đớn nhìn sang cô rồi đáp lời ông Duy. Vợ chồng anh cứ yên tâm đi đi. Ở nhà tôi cũng có ăn thịt nó đâu mà mấy người lo. Huống hồ thằng cháu này của tôi nó cũng đã nói rồi. Đụng ai thì đụng, chứ mà đụng phải vợ của nó là nó không có tha cho đâu. Bà già này biết mình nên làm cái gì mà. Giả lại trong bụng nó còn đang có mang. Tôi cũng không phải là già rồi sinh đuôi mù không có biết phân nặng nhẹ đâu. Thôi, coi chừng trễ giờ lên máy bay đó. Mau đi đi, mọi chuyện ở nhà anh chị cứ yên tâm. Bà già này coi ngó giúp cho. Đi ra sao thì về y chang vậy, không có mất mát miếng nào đâu. Biết bà nói lẫy, ông Duy định nói gì đó giải thích cho bà, nhưng Đăng Khang lại lên tiếng thay vô. Nội nhà mạnh khỏe nghe, con đi về con sẽ mua nhiều đồ tẩm bổ cho nội. Chào bà ngắn gọn, rồi lại quay sang đặt tay lên vai của Chiêu Ly. Em con nhớ ráng ăn uống cho nhiều vô, lúc về tôi không có muốn thấy em gầy đi hay là hốc hác đâu, hiểu không? Ngoan, vài hôm nữa là tôi về, nếu có chuyện gì không có vui thì nhớ nhắn tin cho tôi. Nhận được tin nhắn tôi sẽ gọi về cho em. Dạ, em biết rồi. Thôi chúng ta đi, nếu không sẽ trễ thật đó. Đây không phải là lần đầu anh đi công tác xa nhà, nhưng mà sau lần này cô lại có linh cảm lạ quá, rất lo lắng, rất hồi hộp. Cứ cảm thấy có điều gì đó không có may sẽ xảy ra, dù muốn dù không, nhưng nó cứ làm lòng cô day rất khó chịu. Còn đứng đó ngắm trời ngắm đất làm cái gì nữa? Còn vào trong để bị nhiễm lạnh thì mấy đứa đó lại tưởng bà già này bạc đãi cô đó. Dạ, con vào đây nội. Bà Kim hai chân đã yếu, tuy vẫn còn đi sai sải được, nhưng cô nhìn thấy nó vẫn luôn run run khó trụ. Giá mà bà không hung dữ với cô, giá mà bà chịu nhẹ nhàng với cô một chút, thì có lẽ cô đã thương bà nhiều hơn rồi. Nhìn bà từ đằng sau, một bà lão với dáng người ốm yếu, lom khom lưng còng mà cô thấy thương quá. Nhưng tình thương này không trọn vẹn, vì cô mãi mãi không có dám đến gần bà như những đứa cháu khác. Đơn giản thôi, vì cô sợ bà. Đi mau đi, làm cái gì mà chậm như rùa vậy? Không hiểu nổi cái tuổi trẻ bây giờ thế nào nữa, tay chân còn chậm chạp hơn cả bà già 80 à. Bà Kim vào đến cửa nhà mà cô vẫn chưa đến khiến cho bà càu nhàu lớn tiếng. Chiêu Ly đang mãi suy nghĩ về bà nên giật mình chạy như bay vào trong. Bà Kim ngồi trên ghế sofa xem vở hài kịch mà người giúp việc đã mở. Nhìn bà vui vẻ và thông dong lắm, mới nhấp môi ngụm trà rồi lại nhai nhấp nhép thêm ít bánh ngọt. Cô ngồi bên cạnh bà nãy giờ thấy bà ăn cũng đã nhiều. Cứ mỗi lần bà ăn một miếng bánh là cô lại muốn ngăn cản, nhưng rồi cứ sợ và lại lặng im. Cuối cùng cũng vì lo lắng cho bà mà cô phải lên tiếng. Bà ơi, hay bà đừng có ăn bánh nữa, trời cũng tối quá rồi, mà ăn nữa là tối sẽ khó ngủ lắm đó. Cô sợ tôi ăn tốn kém phần của nhà cô à? Yên tâm đi, bên nhà tôi cũng có, con trai con dâu mua cho tôi ăn không có thiếu đâu. Nếu cô cần thì tôi kêu người đem qua đây bù vào cho cô. Con không có ý đó đâu nội à. Con chỉ sợ tối rồi mà bà ăn nhiều bánh ngọt như vậy thì không có tốt thôi. Cô không thấy tôi đã uống trà vào cho bình ổn lại thể trạng à. Sao cô lắm chuyện quá vậy? Tôi ở đây không có vừa mắt cô hay sao? Bà Kim ném miếng bánh đang ăn dở xuống bàn rồi nghiêm mặt giận dữ. Bà nhìn cô mà như thiêu như đốt, khiến cô hoảng hồn đứng lên, tay chân cũng rối rít. Dạ con không dám đâu nội à,
Thôi, vậy nội cứ ăn tiếp đi, con không có ý kiến vào nữa đâu, không dám nữa đâu nội. Ăn uống cái gì nữa, ăn một chút thôi là đã bị cháu dâu nó nói lên nói xuống rồi. Thôi, mệt quá à, làm mất hết hứng. Tôi đi lên ngủ đây, cho khỏi chướng mắt cô. Nội, nội à. Bà Kim đùng đùng nổi giận rồi đi lên lầu. Chiêu Ly nhìn bà như vậy thì khó chịu nên chặt lưỡi một cái, sau đó bất lực mà ngồi bệt xuống ghế. Rõ ràng là mình chỉ muốn tốt cho nội thôi mà, sao lại thành ra mình nhỏ nhen muốn tính toán chi li như vậy chứ? Nghe được tiếng cô than vãn, thì dì Lam quản gia từ sau đi tới đặt tay lên vai cô an ủi. Chiêu Ly, con đừng có buồn nữa. Người già là vậy đó con à, họ buồn vui thất thường lắm. Chắc con cũng đã nghe người già đổi tính rồi đúng không? Nếu đã nghe rồi thì bà nội là y như vậy đó. Bà đã 80 rồi còn gì nữa, con đừng buồn. Bà nói vậy chứ không thể để bụng đâu. Cười lên, đừng có châu mà như vậy xấu lắm, lại còn mau già nữa đó. Dì Lam là quản gia trong nhà lâu năm. Lúc cô được nhận về đây nuôi là đã có bà làm việc rồi. Bà cũng giống như mẹ chồng của cô, rất thương yêu cô, nên hầu như bà chỉ gọi cô thân mật bằng cái tên chứ không cần danh xưng gì cả. Cô cũng vậy, cũng rất thương bà và không phân biệt vai vế. Con có nghe chứ gì, nhưng mà con không có nghĩ là người già sẽ cực kỳ khó tính như vậy đâu. Thôi, con đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Sẵn được một hôm nghỉ làm thì lo đi ngủ sớm đi. Con lo cho con một thì phải lo cho cái thai đến 10 lần đó. Dạ, con... Chiêu Ly nhìn dì Lam rồi ấp úng không nên lời. Dì Lam thì nghĩ cô đang ngại ngùng nên nắm tay cô. Con đừng có ngại, chuyện này phụ nữ nào rồi cũng trải qua mà. Thôi, con đi ngủ sớm đi, để dì ra sau kêu mọi người nhanh tay dọn dẹp cho xong rồi ngủ luôn đây. Dạ, dì đi cẩn thận. Đợi dì Lam đi khỏi, cô mới tắt tivi rồi đi lên phòng. Dù gì cũng cần phải nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn phải lo lắng cho bà Kim. Nằm lên giường, lăn qua lăn lại mà cô không có thể chợp mắt được. Mỗi lần Đăng Khang đi khỏi nhà là cô lại thấy trống vắng. Nhiều khi cô chỉ muốn mình là một cái đuôi để lúc nào cũng được bám theo anh. Anh đi đến đâu, cô đi đến đó. Anh muốn ở đâu, cô cũng sẽ ở đó cùng anh. Nếu được như vậy thì tốt biết mấy. Tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa chiếu lên vài tia nắng sớm, thì bà Kim đã thức giấc. Vệ sinh xong xuôi, bà lại đi sang phòng Chiêu Ly gõ cửa. Chiêu Ly, dậy đi tập thể dục với tôi. Chiêu Ly à! Tối qua, cô lại mất ngủ, phần vì nhớ đến anh, phần vì đặc thù công việc cô đã quen thức khuya nên không có thể ngủ sớm được. Ngày thường chỉ có bà Dung ở nhà nên cô ngủ nướng sao cũng được. Nhưng hôm nay chỉ có một mình bà Kim nên không ai bao che cho cô được. Chiêu Ly, cái con nhỏ này ngủ cái gì mà say quá vậy không biết à? Dì Lam đâu rồi? Dạ, tôi nghe đây bà. Bà Kim gõ cửa gọi mãi mà vẫn không nghe cô lên tiếng nên gọi dối. Mau qua đây mở cửa phòng con bé cho tôi đi. Dì Lam nghe vậy thì ngạc nhiên. Dạ, phòng này sao bà? Chứ còn phòng ai nữa, mau lên đi. Nó đang có thai nên cần phải hoạt động nhiều mới tốt. Hôm nay trời đẹp, dì mau mở cửa đi, để tôi kêu nó đi tập thể dục với tôi. Dì Lam lại nhìn ra phía cửa sổ ngoài hành lang rồi mỉm cười méo xệt. Dạ, nhưng mà ngoài trời chỉ mới hừng đông một chút thôi mà bà. Hay là để một chút nữa tôi gọi thiếu phu nhân dậy có được không? Cái nhà này lạ quá à. Từ trên xuống dưới ai cũng thích cãi lời lại cái bà già này hết làng sao. Bây giờ lời tôi nói không ai nghe có đúng không? Vậy thôi, để tôi về soạn đồ đạc trở về nhà bên đó cho mấy người khuất mắt. Bà Kim lại nộ khí bỏ đi. Dì Lam bây giờ mới hốt hoảng kéo bà lại. Dì thừa biết dù có thế nào cũng không được bất kính với bà, nên mới đành xuống nước đồng ý. Dạ, bà ơi, đừng có nổi giận không có nên, để tôi mở cửa cho bà. Đó, như vậy mới phải tốt hơn không? Dì Lam lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa,
rồi chọn ra một cái mở cửa phòng. Bên trong vẫn còn tối om, chỉ có một ánh sáng từ cây đèn ngủ trên tủ đầu giường không có đủ làm sáng cả căn phòng. Bà Kim mò mẫm bật đèn lên hết. Ánh sáng trắng chói chang bất ngờ soi rọi khiến cho cô trở mình đưa tay che mắt lại. Có chuyện gì vậy? Giọng cô còn lè nhẹ vì say ngủ. Bà Kim đi lại gần chỗ cô, tiện tay dở phăng tấm chăn ra khỏi người cô rồi đanh giọng. Có cô con dâu nào mà ngủ đến trời trưa cũng chưa có chịu dậy không? Lại còn dám để cho bà già này đi qua kêu tới năm hồi mười hiệp. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi, Chiêu Ly, mau dậy đi. Lần này cô đã nghe rõ tiếng của bà Kim nên bật dậy tỉnh cả ngủ. Dạ nội, mới sáng nội qua đây tìm con có việc gì vậy nội? Có việc gì mới tìm con được à? Con không có cái ý đó. Mau dậy đi, đợi tôi gọi từ nãy tới bây giờ rồi còn chưa có vừa lòng nữa hả? Cô nhìn lên đồng hồ trên tường, nếu tính ra thì cô chỉ có mới ngủ được có 3 tiếng thôi nên quẩy quải đáp lời. Vẫn còn sớm mà nội, hay là chút nữa con xuống đó ăn sáng với nội nha, dù gì giờ này mọi người cũng chưa có nấu gì đâu. Còn trá treo nữa, dậy đi vệ sinh nhanh đi, tôi tập thể dục cần có người tập cùng, lẹ lên. Đôi mi của cô cúi cụp xuống khi phải gượng mình dậy sớm. Cô lại nhận ra dì Lam đang nháy mắt với mình nên đành miễn cưỡng dậy luôn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Đơn giản, hai chữ Vì yêu, tác giả Vân Yên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2. Cảm ơn quý vị rất nhiều.